hôm nay là ngày gì không nào? À, hôm nay là ngày 19 tháng 5 đấy. Vậy ngày 19 tháng 5 là ngày gì? À đúng rồi, ngày 19 tháng 5 là ngày sinh của vị lãnh tụ vĩ đại của nước ta đấy. Thế các con có biết đó là ai không? Muốn biết đó là ai thì cô cháu mình cùng xem những hình ảnh sau nhé. Vậy các con có biết đó là ai chưa nào? À, đó là Bác Hồ đấy. Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của nước ta mà tất cả đồng bào người dân Việt Nam ai cũng yêu quý Bác, và Bác cũng rất là yêu quý mọi người. Bác Hồ là người có một gương mặt rất là phúc hậu, râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ, em âu yếm hôn đôi má Bác. Đó cũng là nội dung của một bài hát mà một bạn nhỏ đã nằm mơ đã thấy về Bác đấy. Các con có biết bài hát đó là gì không nào? À, muốn biết đó là bài gì thì các con hãy nghe cô Quỳnh hát thử nhé. Sinh của Bác, hôm nay cô Quỳnh sẽ dạy cho các con múa vận động Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ nhé. Để múa được thì các con hãy thực hiện cùng với cô nhé. Câu thứ nhất, đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Các con sẽ chắp hai tay lại, đưa lên trên đầu, áp đầu vào và nhắm mắt lại nhé. Nào cô cháu mình cùng thực hiện nhé. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Câu thứ hai, râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ. Các con sẽ đưa hai tay lên, cuộn tay và bung ra như thế này nhé. Nào cô cháu mình cùng thực hiện. Râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ. Câu thứ ba, em âu yếm hôn đôi má Bác. Hai tay bắt chéo trước ngực và mình sẽ lắc lư theo nhịp của bài hát nhé. Em âu yếm hôn đôi má Bác.
con sẽ vỗ tay hai bên nha. Bác mỉm cười bước thêm em ngoan. Và câu là cuối cùng là bác gật đầu, bác khen em ngoan. Thì các con sẽ đưa tay lên trên cao và mình sẽ vẫy tay hai bên theo nhịp nha. Bác gật đầu, bác khen em ngoan. Và lời thứ hai của bài hát thì mình cũng múa theo những cái động tác giống như của lời thứ nhất nhé. Bây giờ cô cháu mình sẽ cùng nhau vận động nguyên cả bài nhé. Nào, cô cháu mình cùng nhau thực hiện nhé. Thì cô hy vọng rằng ở nhà các con sẽ múa theo những động tác mà cô Quỳnh dạy cho các con. Và các con không quên, khi múa các con có thể quay phim lại để đưa vào nhóm cho cô và các bạn cùng xem nhé. Cô chúc cho các con múa thật là đẹp. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở video sau nhé.